Ok, hôm nay chúng ta sẽ coi trận chiến khu sinh vật chung của ông YouTuber, cái lối chơi là không chơi bút tóc vẫn chơi Buri, thì đối đầu với đương kim vô địch đấy. Coi đi cây với tăng top à. Vẫn win. Ghê. À, đây 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 hồi nãy mấy anh em kêu là nãy có bạn nào kêu là một mình ông này bắn nội thương không, là hồi nãy bạn 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 Tùng Dương á, bạn kêu là bắn 600 thì trong đó là 400 nội thương rồi, trong đó 400 nội thương Boros 200 nha. Đây bạn coi nha, một con Boros đam sát thương thuần nha, đây là sát thương thuần của con Boros nha, 650 triệu sát thương thuần một mình con Boros nó bắn nha. Đây là bắn follow up nha, bắn follow up nha, 650 triệu. Và một cái đặc biệt nữa, mọi người biết Tùng này, cái ông lối chơi mà của ông không bú tóc này, mọi người biết ông làm cái gì không, ông đổi cái gì không? Ông có một sự khác lạ, vô cùng khác lạ, mọi người biết là gì không? Là thanh niên này để năm đầu ở dưới. Tùng vừa rồi, lý do vì sao thanh niên này để năm đầu ở dưới thì tôi sẽ giải thích trong video luôn, là Tùng vừa rồi là ông này thua ông Vua Cá Cha. À, mọi người biết thua vì sao không? Là Tùng để phao lại giải thích cho mấy anh em tí rồi coi tiếp ha. Và khi mà ông đổi bài, ông nghĩ đâu là ông này ông nghĩ là ông sẽ đổi bài, ông sẽ gặp ông Vua Cá Cha, nhưng mà ông không gặp. Ông tính bị sai mấy anh em. Ông này ông tính bị sai, ông không gặp ông Cá Cha mà ông gặp ông này. Từ để tôi phao lại cái đoạn này, cái tôi phân tích chỗ này. Rồi ok. Là Tùng vừa rồi á, là Tùng vừa rồi là Tùng vừa rồi nha, là thanh niên này để con năm đầu lên trên. Xong rồi gặp ông Vua Cá Cha đó, gặp ông Cá Cha thì Cá Cha chơi hai con bút tóc, và cái con khi mà đánh á, là bên của ông này, bên Cá Cha lực chiến cao hơn thì cờ ly sẽ nhanh hơn. Rồi thì con chày này còn nguyên 20 thanh máu xám lại máu tím, nhưng mà bị ăn chón tới chết tới lượt 10, và ông này thấy ông Vua Cá Cha trong chung bảng, thì nên là tuần này thanh niên này chuyển con năm đầu xuống dưới để miễn chón cho con chày, để cho con chày đập. Nhưng mà thanh niên này không ngờ rằng là hình như là xui tính sao mà tính sao tính là chuyển con năm đầu xuống dưới, nhưng mà ông này là tuổi nó gặp Cá Cha cho nên là mới để năm đầu xuống dưới nha, chứ bình thường là sẽ để con kinh nó dưới cho con kinh full up cho con Buri. Nhưng mà tính bị sai hay sao, là chắc chung bảng tính bị sai hay sao mà gặp thanh niên này, thì tôi nghĩ trường hợp tính bị sai cũng khó lắm. Thì gặp tới tới đây là còn có 8 người mà để xếp cho sai rồi, là lỗi lỗi của thanh niên này nha. Đáng ra là để con năm đầu lên trên đây nè, thường con năm đầu vị trí là thanh niên này quýnh là con năm đầu, nó sẽ trên đây con Buri nó sẽ follow up với lại con chày hay là con king đấy, để xếp bài là xếp xếp cái bài này là để quýnh quýnh với lại thanh niên Vua Cá Cha. Nhưng mà ai ngờ gặp thanh niên này vừa chơi G4 luôn, thanh niên này vừa G4 nè, rồi ấy luôn, vừa phượng luôn, G4 nó counter cả con MK luôn rồi mấy anh em. Nhưng mà nói chung là mấy top server chung mà chịu khó xây bài, đổi bài liên tục, thiên biến vạn hóa liên tục mấy anh em, không có nào mà để một đội hình quýnh đâu. Tuần này thanh niên này đề phòng thanh niên Cá Cha chứ, nhưng mà thanh niên Cá Cha ai ngờ không gặp mà gặp thanh niên này hơi xui. Tưởng đâu có clip tuần này coi hay phết, mấy ông là não to phết á, mấy ông này chịu hạt với game. そういうの欲しそう。
Đâu, King 2 tỏa sáng lượt 1 thôi chứ bình thường mẹ. Ủa? King 2 nó quýnh phủ đầu lượt 1 mà mấy anh em. King 2 nó follow up 2 lần trong vòng lượt đầu tiên thôi mẹ. Thì nó quýnh đòn phủ đầu mà y như là mấy anh em chơi Liên Minh vậy. Nó có hai bản ngọc. Một bản ngọc là mấy anh em chinh phục nhịp độ chết người, quýnh theo thời gian hay thứ gì đó, còn mấy anh em đem bước chân thần tốc hay là sóc điện hay là gì mưa kiếm thì đồ phủ đầu mấy anh em quýnh sóc đam trong giai đoạn đầu. Kinh là quách kinh một, người ta đương nhiên người ta bỏ 120 cái điên, nhưng cũng giống như con cá cha đó, mấy anh em bỏ thêm cái điên để lấy quách kinh 2, bỏ thêm tài nguyên để lấy quách kinh 2 để chi kích 2 lần thì đương nhiên nó phải được hiệu quả như vậy chứ mấy anh em. Đã kêu là cá cha phiên bản V2 mà, nhưng mà cái khốn nạn nhất của con kinh UG là gì? Cái khốn nạn nhất của con kinh UG là nó là follow up hên xui gì? Không, như con Seekin là nó follow up theo cái hàng đó. Thì việc phí hay không đó là do tùy người cảm nhận thôi. Tại nó là hên xui mà. Giờ tôi hỏi mấy anh em nha, con chày nếu như con chày nó gõ phát nó 2 tỷ đi. Nếu như con chày phát đó nó follow up đi, trong trường hợp tôi nói là nó gõ hên đi, nó gõ được 2 tỷ chí mạng đi. Thì bây giờ nếu như nó gõ một hàng dọc á thì nó ngon. Nó còn một con kinh nó follow up, tự nhiên con chạy nó gõ có con rồi mà nó gõ vô con phượng thì cũng như không, hoặc nó gõ vô con xuống nít thì nó né cũng như không, hoặc nó gõ vô một con nào đó, nó gõ vô con chạy bên kia thì cũng như không. Nó như vậy, nó là gacha mấy anh em. Cái follow up của con kinh UR nó là gacha nên là mấy anh em phải chấp nhận. DBK mà nó quýnh dưới top mình thấy nó quýnh quằn quại không? Này nó khó chịu, lối chơi của này nó khó chịu lắm mấy anh em à. Thanh niên này để Buri mà để Buri dưới hàng đây là thanh niên này counter, nãy giờ counter quá trời luôn á. Ôm được bên kia quá trời, ôm chày, ôm phượng, ôm đồ tùm lum hết rồi mà do để ở trên á, tại vì để ở trên để counter vô cá cha nha. Ai ngờ bị gặp thanh niên này đâu. Nói chung là xui. Nhưng mà hay rồi, vô được tới đây là hay rồi. Quýnh với mấy người để vô được tới đây là phải vượt qua biết bao nhiêu con người 200 triệu lực chiến đã quá hay rồi bạn. Tôi ở Việt Nam cũng đang cố gắng như vậy đó bạn, cũng gắng đơm mấy thằng top 100 triệu lực chiến, nhưng mà mấy thằng top 100 triệu lực chiến nó mạnh quá, tôi đơm được bạn, bất lực quá. Nhưng mà server C thì nó build HP không mà, mỗi server mỗi cách chơi khác nhau mấy này, cái nào nó cũng có điểm lợi điểm yếu. Cái này tôi nghĩ như thế này nha, nếu như mà ạc này mà không bị vô ạc sớm á, để mà coi nó bùng nổ hơn á, chắc sau này tôi coi chiến khu bên server chung trước á. Tôi coi chiến khu bên server chung cụm cũ chứ mấy anh em, để cho nó bùng nổ. Nhiều lúc để coi về sau á, tự nhiên đang coi bị có người lắp ạc vô thì nó hơi buồn. Đáng lẽ là những cái giây phút thăng hoa như thế này mình coi trên live á, đông mọi người coi nó sẽ vui hơn. Mọi người bình luận, mọi người tương tác á, xong rồi mọi người ồ wow á thì nó sẽ hay hơn. Đấy.